Hôm nay, ngày 6 tháng 12 năm 2016, lễ thánh Nicola, thứ ba tuần thứ hai mùa vọng. Trích sách tiên tri Isaiah: Chúa ngươi phán, hỡi dân ta, hãy an tâm, hãy an tâm. Hãy nói với Jerusalem và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá. Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. Con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng. Con đường gồ ghề hãy sang cho bằng. Mà vinh quang Chúa sẽ xuất hiện. Mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa. Vì Ngài đã phán, có tiếng bảo, hãy hô lên. Và tôi nói, tôi sẽ hô lên điều gì? Mọi xác phàm như cỏ dại, mọi vinh quang của nó đều như hoa ngoài đồng. Cỏ dại đã khô, hoa đã tàn, vì hơi Chúa đã thổi trên chúng. Vì chưng dân là cỏ dại đã khô, hoa đã tàn, mà lời Chúa chúng ta tồn tại đến muôn đời. Hỡi ngươi là kẻ đem tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Jerusalem, hãy mạnh dạn cất tiếng. Hãy cất tiếng cao, đừng sợ. Hãy nói cho các dân thành thuộc chi họ Judah rằng: Đây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực, và cánh tay người sẽ thống trị. Người mang theo những phần thưởng chiến thắng và đưa đi trước những chiến lợi phẩm. Người chăn dắt đoàn chiên người như một mục tử. Người ẵm những chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Thiên Chúa chúng ta sẽ đến trong uy quyền. Hãy ca mừng Thiên Chúa, bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa. Hỡi toàn thể địa cầu, hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tôn danh Người. Thiên Chúa chúng ta sẽ đến trong uy quyền. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi phàn quốc. Hãy công bố giữa chư dân rằng: Thiên Chúa ngự trị, Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. Thiên Chúa chúng ta sẽ đến trong uy quyền. Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan. Biển khơi và muôn vật trong đó hãy reo lên. Đồng nội và muôn loài trong đó hãy mừng vui. Thiên Chúa chúng ta sẽ đến trong uy quyền. Các rừng cây hãy vui tươi hơn hờ trước nhan Thiên Chúa, vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh và chư dân cách chân thành. Thiên Chúa chúng ta sẽ đến trong uy quyền. Alleluia, Alleluia. Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con nghĩ sao nếu ai có 100 con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được thì quả thật Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn 99 con chiên không thất lạc. Cũng vậy, cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp: Chúa yêu thương tất cả mọi người, dù đó là kẻ lầm lạc tội lỗi. Càng lầm lạc tội lỗi lại càng được
Thiên Chúa xót thương hơn, bởi vì người không muốn cho một ai bị hư mất. Cầu nguyện là Chúa là cha chúng con, trái tim của một người cha bao giờ cũng đầy lòng thương xót. Cha còn thương xót chúng con gấp bội, cha tạo dựng nên con, mong mỏi con từng ngày lớn lên và bước đi trên đường hạnh phúc. Nhưng đời con đã nhiều lúc làm đường lạc lối, tội lỗi ngập tràn. Tuy nhiên cha đã không trừng phạt con, không xua đuổi con, không thất vọng về con, không bỏ mặc con chết trong núi rừng hoang vắng mãi mãi xa lìa tình cha. Cha đã lên đường tìm con, lịch sử cứu độ là lịch sử những tháng ngày cha dày công vất vả đi tìm con. Biến cố Giáng sinh là lúc cha hy sinh con của cha để đi tìm nhân loại trở về. Con cha đã rong ruổi trên khắp các nẻo đường Palestine, và ngày nay vẫn chưa ngừng những bước chân rong ruổi trên khắp các nẻo đường thế giới để đi tìm mỗi người chúng con trở về. Tình thương của cha quá bao la đến độ dù chỉ một mình con đi lạc, con cha vẫn xuống thế làm người tìm con, tha thứ cho con, cứu độ con. Cha tìm con thế mà con cứ say mê chạy trốn cha, cứ ương ngạnh lao mình vào chỗ chết. Hôm nay con dâng lên cha lời cảm tạ tình thương triều mến cha dành cho con, và xin cha tha thứ cho sự vô tâm cứng lòng của con. Xin cha giúp con quay về với cha, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cha. Và dù con tội lỗi ngập tràn, cha không thất vọng về con, thì xin cha cũng đừng để con thất vọng về chính mình. Trái lại, xin cho con luôn tin tưởng để làm lại cuộc đời. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Hai cánh cửa sổ. Từ cánh cửa sổ nhìn vào thiên nhiên, người ta có thể có nhiều cái nhìn khác nhau về cuộc sống. Trong một vở kịch của Samuel Beckett, một nhân vật đã kể lại như sau: tôi biết có một tên chán đời lúc nào cũng nghĩ rằng ngày tận thế đang đến. Tôi thường đến thăm hắn trong dưỡng trí viện. Tôi nắm tay hắn và dìu hắn đến bên cửa sổ. Tôi nói với hắn: nhìn kìa, cả một cánh đồng bắp xanh tươi. Nhìn kìa, những cánh bướm đang phất phới. Còn gì đập bằng. Nhưng hắn gỡ tay tôi ra và trở về góc phòng. Mặt mày hắn hớt hải tái mét. Tất cả những gì tôi chỉ cho hắn chỉ là một đống tro tàn, xám xịt. Có một cánh cửa sổ khác, từ đó người ta chỉ có thể nhìn thấy cảnh đẹp mà thôi. Đó là cánh cửa sổ nhỏ tại một nhà nguyện ở phía nam Ái Nhĩ Lan. Tất cả mọi cánh cửa sổ trong nhà nguyện này đều được làm bằng kính. Trên đó có vẻ Đức Kitô và các môn đệ của Ngài. Duy chỉ có một cánh cửa sổ là không có hình vẽ. Xuyên qua tấm kính trong suốt của cánh cửa sổ này, người ta có thể nhìn thấy một quang cảnh thật tươi mát. Đó là một cái hồ nước trong xanh nằm giữa những ngọn đồi. Cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Bên dưới cánh cửa sổ người ta đọc được câu kinh thánh như sau: trời cao tường thuật vinh quang Chúa, thanh không kể ra sự nghiệp của Ngài. Câu chuyện của hai cánh cửa sổ trên đây gửi lên cho chúng ta vần thơ. Hai người cùng nhìn xuyên qua chấn sông cửa của nhà tù. Một người chỉ thấy bùn nhơ, một người lại nhìn thấy những vì sao. Mùa vọng là thời gian của hy vọng. Chúng ta được mời gọi để đặt tất cả tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ bỏ cuộc. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Tiếp theo bao nhiêu vấp phạm và phản bội của con người, Thiên Chúa vẫn đeo đuổi chương trình của Ngài. Người vẫn tiếp tục yêu thương con người. Nơi hình ảnh đã hơn một lần hoang ố vì tội lỗi, Thiên Chúa vẫn nhìn thấy phản chiếu vẻ đẹp cao sang của chính Ngài. Xuyên qua cánh cửa sổ nhỏ của mỗi người, Thiên Chúa vẫn còn nhìn thấy cảnh đẹp của lòng người. Chúng ta cũng được mời gọi để tiếp tục tin tưởng nơi con người. Dù thấp hèn tội lỗi đến đâu, dù hung hãn độc ác đến đâu, mỗi một con người đều là hình ảnh cao vời của Thiên Chúa. Mỗi một con người đều xứng đáng để tiếp tục tin tưởng được yêu thương. Tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, tin yêu nơi con người, chúng ta cũng được mời gọi để không thất vọng về chính bản thân.
Đau khổ có chồng chất, tội lỗi có ngập tràn, mỗi người chúng ta vẫn là đối tượng của một tình yêu cá biệt. Thiên Chúa yêu thương tôi, Thiên Chúa đang thực hiện cho tôi những gì là thiện hảo nhất. Đó phải là tư tưởng cơ bản hướng dẫn tất cả mùa vọng của chúng ta. Từ bên kính cửa sổ của tâm hồn nhìn vào cuộc đời, chúng ta hãy nhận ra những vì sao của hy vọng, những cánh đồng xanh tươi của lạc quan. Bài trích sách Lẽ Sống.